Chiều nay, ngày 15 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ bày tỏ tin tưởng, thống nhất với những chủ trương, chính sách của thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành thời gian qua. Đánh giá cao vai trò giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với các vấn đề kinh tế xã hội được người dân quan tâm. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề trên địa bàn phường, nhất là các vấn đề tồn động như bố trí tái định cư, chuyển đổi ngành nghề, cấm nuôi cá lồng bè, ô nhiễm môi trường, kiến nghị xây dựng thêm nhà sinh hoạt cộng đồng, phân bổ biên chế giáo viên, mở rộng các điểm trường đáp ứng nhu cầu dạy và học, v.v. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cử tri cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố cần quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội, tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các đối tượng yếu thế trong xã hội vượt qua dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch tại cấp cơ sở. Qua lắng nghe các vấn đề cử tri quan tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đề nghị các sở ban ngành liên quan trực tiếp giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri, đồng thời nhấn mạnh một số điểm mới của công tác tiếp xúc cử tri lần này. Ngoài cái việc tiếp xúc trước và sau kỳ họp, thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ tổ chức thêm một số cái hình thức tiếp xúc cử tri nữa. Một là tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Thường trực Hội đồng Nhân dân cũng sẽ tổ chức cái chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri. Cứ giữa hai kỳ họp sẽ có một cái chương trình tiếp xúc Hội đồng Nhân dân với cử tri. Cái thứ ba nữa là sẽ tổ chức cái phiên giải trình đơn thư của nhân dân đến với Hội đồng Nhân dân thành phố. Chúng ta cũng phải chuẩn bị bước vào cái giai đoạn mới, giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cũng phải với cái quyết tâm và nỗ lực cao hơn. Nên cũng mong là bà con cử tri, quý vị cử tri cũng là chia sẻ, và đặc biệt để làm được những cái việc đó thì chúng ta cũng phải tiếp tục cái chủ động trong công tác phòng chống dịch, phòng chống theo cái phương châm là thích ứng một cách an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19, thì chúng ta mới có đủ cái điều kiện để mà chúng ta tiếp tục phát triển kinh tế xã hội được. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng trực tiếp trả lời chỉ đạo một số nội dung liên quan đến các kiến nghị của cử tri về lĩnh vực giáo dục, quy hoạch đất đai, an sinh xã hội, đồng thời ghi nhận tiếp thu tất cả các ý kiến kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, đồng thời chuyển các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền.